Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề tăng cường miễn dịch hệ tiêu hóa cho trẻ nhỏ. Chương trình do báo điện tử Sức khỏe đời sống thực hiện, được phát trực tiếp trên báo điện tử sức khỏe đời sống.vn, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế cùng với fanpage và kênh YouTube của báo điện tử Sức khỏe đời sống, với sự đồng hành của nhãn hàng Yunpro men vi sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc với 6 chủng men vi sinh và kẽm. Thưa quý vị, hệ miễn dịch là hàng rào bảo vệ cơ thể khỏi các nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên ở trẻ nhỏ thì chúng ta được biết là bộ phận này nó chưa được hoàn thiện nên dễ bị tấn công bởi các vi khuẩn, virus và các nguyên nhân gây bệnh khác từ môi trường xung quanh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì 80% hệ miễn dịch của trẻ nằm trong đường tiêu hóa. Cụ thể hơn là các loại vi khuẩn nằm trong đường tiêu hóa góp phần hỗ trợ cơ thể trẻ sản xuất chất kháng chống bệnh tật, quyết định sự phát triển và hoạt động của hệ thống miễn dịch. Những năm đầu đời, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 4 tuổi là giai đoạn mà chúng ta nhận thấy là trẻ nhỏ rất dễ mắc phải những căn bệnh về đường tiêu hóa. Và đây là quá trình mà các bậc cha mẹ cần phải đặc biệt chú trọng quan tâm làm sao để có thể bảo vệ cho bé được một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cũng đồng nghĩa rằng là sẽ giữ cho bé một hệ miễn dịch tốt. Bởi đây là thời điểm mà bé bắt đầu làm quen với những loại thực phẩm khác nhau, không chỉ riêng nguồn sữa mẹ như là bột, cháo, cơm. Và việc liên tục làm quen với thức ăn mới khiến hệ tiêu hóa của trẻ phải hoạt động nhiều hơn, tăng cường sản xuất enzyme tiêu hóa. Đồng thời, thời kỳ này trẻ gia tăng sự tiếp xúc với môi trường bên ngoài, nên là nguy cơ xâm nhập các tác nhân gây bệnh lại càng cao. Vậy làm thế nào để có thể nhận biết hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ có vấn đề? Và đâu là những biện pháp đúng đắn giúp các bé của chúng ta có thể giữ được một hệ tiêu hóa khỏe mạnh? Ngày hôm nay, trong thời lượng chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến của báo điện tử Sức khỏe đời sống, chúng tôi mời quý vị hãy cùng đồng hành, và chúng ta vẫn luôn luôn có những câu hỏi tương tác trực tuyến chỉ bằng cách đơn giản là like, share thông tin chương trình của chúng tôi trên trang cá nhân của mình, đồng thời trả lời thật nhanh và chính xác câu hỏi mà chương trình đưa ra. Quý vị sẽ có ngay cơ hội nhận được một phần quà từ nhãn hàng Yunpro, đó chính là men vi sinh Yunpro bổ sung 6 chủng men vi sinh có lợi và kẽm cho bé, cùng với sản phẩm kẹo của DHG Pharma trị giá 400.000 đồng. Nhưng trước tiên, chúng tôi mời quý vị hãy cùng làm quen với hai vị khách mời sẽ tham gia trong chương trình tư vấn ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà, trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Trung ương. Xin chào chị. Xin chào chị Anh Thư và các quý vị khán giả. Và vị khách mời thứ hai xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Xin chào MC Anh Thư, xin chào chị Việt Hà. Cảm ơn cả hai khách mời đã dành thời gian cho chương trình. Và trước khi chúng ta bước vào những câu hỏi đầu tiên dành cho các khách mời, thì ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng theo dõi một clip mà chúng tôi đã thực hiện để có thể nắm rõ thông tin về khách mời. Sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà, trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Trung ương, tốt nghiệp đại học và hoàn thành khóa đào tạo bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội và tham gia khóa đào tạo tiến sĩ y khoa chuyên ngành tiêu hóa tại Học viện Karolinska của Thụy Điển. Đoạt giải thưởng dành cho báo cáo viên trẻ tại Hội nghị Thế giới lần thứ 5 về các bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ em. Giải nhất báo cáo khoa học tại Hội nghị Nhi khoa Việt Úc. Là chủ trì và đồng tác giả của gần 60 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành và khoa học. Tham gia báo cáo khoa học tại nhiều hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Chuyên gia dinh dưỡng với 32 năm kinh nghiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Dinh dưỡng, giảng viên kiêm nhiệm về dinh dưỡng Trường Đại học Y Hà Nội. Chủ biên 5 đầu sách về dinh dưỡng, đồng tác giả 9 đầu sách về dinh dưỡng. Chủ nhiệm đồng chủ nhiệm 11 chương trình đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, tham gia 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước. Tác giả 70 bài báo đã công bố trong nước và quốc tế, hướng dẫn 13 luận án tiến sĩ, 2 luận án bác sĩ chuyên khoa và 14 luận văn cao học. Vâng, chúng ta đã có những thông tin đầu tiên dành cho quý vị khán giả, và từ đó thì quý vị khán giả có thể dựa vào để đặt những câu hỏi cho từng khách mời. Và câu hỏi đầu tiên xin phép được dành cho cả hai chuyên gia, đó chính là với cái chủ đề ngày hôm nay mà báo điện tử Sức khỏe đời sống mang đến là tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ nhỏ, thì các bậc cha mẹ có thể nhận định như thế nào về hệ tiêu hóa cũng như là hệ miễn dịch của trẻ? Những cái dấu hiệu nào cho thấy hệ miễn dịch và một hệ tiêu hóa khỏe mạnh ở trẻ nhỏ? Xin mời chị Việt Hà có thể bắt đầu trước. Thì thông thường một hệ tiêu hóa khỏe mạnh là một hệ tiêu hóa mà giúp cho các em bé ăn được đủ chất, hấp thu đầy đủ các chất và tăng trưởng được. Thế thì trước đây thì mọi người thường nói một hệ tiêu hóa khỏe mạnh tức là cấu trúc của cái đường tiêu hóa đó khỏe mạnh thôi. Nhưng mà như vậy thôi thì chưa đủ. Tại vì một cái cấu trúc đường tiêu hóa khỏe mạnh thôi
nó chưa đủ để cho em bé có được một cái sự tăng trưởng bình thường. Chúng ta đều biết là 80% các tế bào miễn dịch ở trong cơ thể thì được nằm ở trong màng PE, nằm trên đường tiêu hóa. Và ở đây nó có một cái sự tương tác rất là rõ rệt và mạnh với lại các cái chất tiết mà trong cái đường tiêu hóa của chúng ta khi mà chúng ta nhận vào. Có thể đấy là những chất từ thức ăn, có thể là từ vi khuẩn và cũng như là tác động của bản thân cái hệ vi khuẩn trí trên đường ruột. Thế thì nếu như mà em bé có được một hệ vi khuẩn trí khỏe mạnh, em bé có một đường tiêu hóa bình thường, không bệnh lý, em bé được nuôi dưỡng một cách đầy đủ và tăng trưởng khỏe mạnh thì đó được xem như là một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Vâng. À, thế còn chị Lâm thì sao ạ? Chị có những cái ý kiến nào từ góc nhìn của một chuyên gia dinh dưỡng dành cho các em bé để các bậc cha mẹ có thể lưu tâm hơn? Vâng, từ khía cạnh dinh dưỡng thì tôi cũng nghĩ rằng những cái cháu mà có đường tiêu hóa khỏe mạnh, tức là cái thường cháu ăn rất là ngon miệng và cháu ăn hết cái khẩu phần mà gia đình và cô giáo cung cấp, và cháu lại đi ngoài đều đặn, ví dụ mỗi ngày cháu đi một lần, phân cũng không có nát và phân cũng không táo bón. Rồi ở đây thì chúng ta thấy nó sẽ thể hiện ở cháu là tăng cân, tăng chiều cao đầy đủ theo nhóm tuổi của cháu. Ví dụ cháu 1 đến 2 tuổi thì thường sau 1 năm thì cháu phải tăng được 2 đến 2,5 kg, và chiều cao cháu cũng tăng khoảng 7-8 cm. Thì đấy là tăng cân và tăng chiều cao bình thường ở cái nhóm 1 đến 2 tuổi. Thế ngoài ra thì những cái cháu này tôi thấy rằng các cháu ít ốm vặt. Ví dụ chúng ta thấy những cái dịch bệnh xảy ra thì những em bé này cũng ít bị bệnh hơn các em bé khác. Vâng. Như thông tin mà ban đầu anh Thư cũng có tìm hiểu và chia sẻ đến các khán giả ngày hôm nay thì 80% cái hệ miễn dịch của trẻ xuất phát điểm từ hệ tiêu hóa, đúng không ạ? Vậy thì xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm rằng là những cái loại thực phẩm nào sẽ giúp cho các bé có một cái hệ tiêu hóa ngay từ ban đầu khỏe mạnh? Vâng, cái thực phẩm trước hết đối với đường tiêu hóa, để em bé có cái đường tiêu hóa khỏe mạnh thì trước hết chúng ta phải nghĩ đến sữa mẹ trước tiên, và em bé phải được bú sữa mẹ sớm. Dạ. Tức là bú sữa mẹ trong vòng 1 giờ đầu sau sinh, và thực hiện bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, và từ tháng khi trẻ tròn 6 tháng thì chúng ta cho ăn bổ sung. Thế thì trong sữa mẹ chúng ta biết rằng cũng cung cấp các yếu tố miễn dịch, và chính trong sữa mẹ cũng có cái lợi khuẩn, cũng có các cái chất xơ hòa tan, cũng giúp cho đường tiêu hóa của em bé khỏe mạnh. Và khi em bé ăn bổ sung thì chúng ta cũng phải cung cấp một cái bữa ăn cân đối đủ 8 nhóm thực phẩm. Đó là nhóm gì? Nhóm ngũ cốc, nhóm cung cấp các chất đạm như thịt cá, trứng, sữa, rồi nhóm đậu đỗ, nhóm rau xanh. Rau xanh thì chúng ta biết rằng các cái rau có màu xanh thẫm của quả màu vàng, rồi các rau củ khác, và một cái nhóm nữa là nhóm chất béo. Thì khi mà khẩu phần cân đối thì đương nhiên cái đường tiêu hóa của em bé cũng chấp nhận được tốt hơn. Thế ngoài ra thì truyền thống hay là thực tế khoa học dinh dưỡng thì chúng ta thấy rằng những cái món ăn mà cung cấp những cái vi khuẩn có ích, ví dụ như chúng ta thấy rằng sữa chua này, sữa chua men sống, hoặc là ngay cả chúng ta thấy chúng ta làm dưa cải chẳng hạn, hay là dưa cải bắp trộn, thì ở đấy cũng có các cái lợi khuẩn mà khi chúng ta ăn bao giờ cũng thấy ngon miệng hơn và đường tiêu hóa cũng hoạt động tốt hơn. Dạ. Quay trở lại Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà, thì xin chị có thể cho biết rằng là những cái vấn đề về tiêu hóa nào thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ nhỏ ở độ tuổi dưới 6 tuổi ạ? Dạ. Thì các cái vấn đề tiêu hóa thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt nhóm dưới 6 tuổi, thì nó có mấy cái nhóm bệnh lý chính. Thứ nhất là các cháu nôn chớ. Nôn chớ thì thường nó hay xảy ra ở trong vòng khoảng 12 đến 18 tháng đầu của cuộc đời. Dạ. Tại vì cái đường tiêu hóa của đứa bé lúc đấy nó chưa có hoàn toàn trưởng thành, thành ra các bạn ấy rất dễ bị nôn chớ. Và đặc biệt là trong cái dinh dưỡng mà mình cho ăn uống không phù hợp, một lượng chất ăn quá nhiều, hoặc là cái lượng thức ăn nó khó tiêu hóa, hoặc là những cái thực phẩm mà nó chưa có phù hợp với các em bé, thì nó sẽ làm cho em bé dễ bị nôn chớ. Cái nhóm thứ hai là do tiêu chảy. Tiêu chảy thì có thể do là bản thân em bé không thể dung nạp được hết những cái thức ăn mà em bé ăn vào. Có thể do em bé bị dị ứng với các cái thực phẩm mà em bé ăn, hoặc đơn giản chỉ là do cái cách chăm sóc của chúng ta, cái vệ sinh ăn uống của chúng ta chưa tốt, thì nó cũng có thể dẫn đến. Và đặc biệt là những em bé mà trong vòng 3 năm đầu của cuộc đời thì cái sức đề kháng của đứa trẻ nó chưa tốt, cái hệ miễn dịch của em bé nó chưa trưởng thành như người bình thường, bé rất dễ có nguy cơ mắc các bệnh lý nhiễm khuẩn. Và khi chúng ta dùng các thuốc để điều trị các bệnh lý nhiễm khuẩn, đặc biệt là các thuốc kháng sinh, thì nó cũng làm gia tăng cái nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa, làm cho em bé dễ bị nôn chớ, dễ bị tiêu chảy hơn.
một cái rối loạn tiêu hóa, cũng người ta xem như rối loạn tiêu hóa nhưng là một cái vấn đề mà cũng rất hay gặp ở các em bé, đó là táo bón. Thì thường nó liên quan rất nhiều đến cái chuyện mà cái khẩu phần dinh dưỡng của các bé nó không cân đối, một chế độ ăn mà ít chất xơ, một chế độ ăn mà quá tinh hoặc là quá nhiều các cái chất đạm, hoặc chỉ là cái thói quen mình huấn luyện các bé, cái hành vi đi đại tiện của các bé không có phù hợp thì sẽ làm cho những em bé này rất dễ là bị táo bón. Thế còn bên cạnh đó thì các cái nhóm bệnh lý mắc phải, ví dụ có thể bé bị tiêu chảy do nhiễm khuẩn, có thể bé bị viêm dạ dày tá tràng, hoặc có thể bé bị các cái bệnh lý mắc phải từ người lớn mình lây qua, thì cũng có thể gây ra những cái triệu chứng như đau bụng, như nôn chớ hay là như đi lỏng, mà chúng ta gọi chung là táo bón, rối loạn tiêu hóa ở cái nhóm trẻ này. Rõ ràng là các bậc phụ huynh thì cũng đã bổ sung cái kiến thức chăm sóc cho con của mình khá là đầy đủ theo thời gian, vì là thông tin của chúng ta thì rộng mở và các bác sĩ tư vấn thì cũng nhiều hơn, đúng không ạ? Nhưng tại sao cái tình trạng rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ, đặc biệt là nhóm dưới 6 tuổi, nó vẫn rất là liên tục? Chị có thể cho các phụ huynh và chúng tôi được biết rằng là có cái cách nào để chúng ta có thể đề phòng cho con em của mình được không? Thì như lúc trước mà Phó Giáo sư Lâm đã trình bày, chúng ta muốn một cái đường tiêu hóa của bé khỏe mạnh để bé không có các cái rối loạn tiêu hóa. Tức là khi đó cái chức năng của cái đường tiêu hóa đấy nó phải tốt, các men tiêu hóa nó phải được đầy đủ, và đặc biệt là cái hệ vi khuẩn ở trong cái đường tiêu hóa nó phải khỏe mạnh. Vậy thì làm thế nào có được một cái đường tiêu hóa khỏe mạnh như thế? Thì bắt đầu từ khi mới sinh ra, những em bé mà sinh bằng hình thức sinh thường và những em bé sinh đủ tháng thì bao giờ cái đường tiêu hóa nó cũng có một cái cấu trúc nó tốt hơn so với những bạn mà sinh bằng hình thức sinh non tháng hoặc là sinh bằng hình thức sinh mổ. Bởi vì là khi mà bé sinh ra, cái cách thức của bà mẹ sinh bé ra như thế nào thì nó sẽ thiết lập lên cái hệ vi sinh đường ruột đầu tiên của các em bé. Vấn đề thứ hai đó là nuôi dưỡng hợp lý. Thì vừa nãy trong cái phần trình bày của Phó Giáo sư Lâm, cô có nói rất nhiều đến cái chuyện là chúng ta sử dụng nguồn sữa mẹ, bởi vì đó là một nguồn sữa mà làm cho cái đường tiêu hóa nó ít bị nhạy cảm nhất, tức là nó êm dịu đối với cái đường tiêu hóa. Chất đạm dễ tiêu hóa, chất đường dễ tiêu hóa, chất béo dễ tiêu hóa, và đặc biệt nó có các yếu tố kháng khuẩn và có các enzyme để giúp cho cái việc tiêu hóa tốt hơn. Vấn đề thứ ba nữa là em bé phải được ăn bổ sung đúng thời điểm. Tại vì khi bé được ăn bổ sung thì bên cạnh cái việc cung cấp các chất dinh dưỡng, nó còn cung cấp các yếu tố vi lượng nữa. Mà chính những cái yếu tố vi lượng này thì nó giúp cho cái sự đổi mới, sự trưởng thành của cái đường tiêu hóa được tốt hơn. Và một vấn đề cũng vô cùng quan trọng là làm thế nào để em bé ít bị bệnh, ít phải dùng thuốc, ít đi, ít bị phơi nhiễm với các cái tác nhân gây bệnh. Thì đó là những cái yếu tố mà vô cùng quan trọng để giúp cho các em bé mà ít bị rối loạn tiêu hóa hơn. Và khi mà bé bị bệnh rồi thì bé phải có cái điều trị hợp lý. Điều trị hợp lý là bé có được những cái đơn thuốc từ các bác sĩ chuyên khoa, bé có những cái lời tư vấn hợp lý về cả cái quá trình mình chăm sóc cho bé như thế nào, cũng như là cái dinh dưỡng hợp lý cho bé trong suốt cái giai đoạn bị bệnh, cũng như là sau giai đoạn bị bệnh, thì sẽ làm cải thiện được cái triệu chứng rối loạn tiêu hóa trên những em bé này. Vâng, xin cảm ơn chị. Gần đây thì các bậc phụ huynh rất là quan tâm đến một cái định nghĩa mà thú thật là ngay cả bản thân anh Thư được tiếp cận với các bác sĩ rất là nhiều cũng chưa hiểu ngọn ngành về nó. Đây chính là cái hệ khuẩn trí đường ruột. Không biết là nó đóng vai trò như thế nào trong hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ ạ? Xin nhờ các chuyên gia giải đáp và xin nhờ Phó sư Nguyễn Thị Lâm. Ở đây thì chúng ta biết rằng hệ vi khuẩn trí đường ruột, thì trong đường ruột sẽ có những cái vi khuẩn có ích. Chúng ta biết rằng vi khuẩn có ích và bên cạnh đó lại có những vi khuẩn gây hại nữa. Đúng không ạ? Thì thường vi khuẩn có ích thì chúng ta biết rằng nó sẽ cạnh tranh với các vi khuẩn gây bệnh và nó bám vào các cái bề mặt niêm mạc của ruột. Và vi khuẩn có ích thì sẽ giúp cho những vi khuẩn virus không bám vào đường cái niêm mạc đường ruột, thì rõ ràng là giảm cái nguy cơ mắc bệnh đường tiêu hóa đi, và làm cho cái vi khuẩn có ích cũng làm cho cái niêm mạc đường tiêu hóa phát triển tốt hơn, và như vậy thì cái tiết dịch tiêu hóa, tiết enzyme tiêu hóa cũng tốt hơn và đảm bảo cho cái đường tiêu hóa của em bé khỏe mạnh. Và các vi khuẩn có ích còn góp phần tiêu diệt được các cái vi khuẩn gây bệnh và virus gây bệnh nữa, thì như vậy nó cũng tạo cái đường tiêu hóa cho em bé khỏe mạnh. Vâng. Và chính vì cái việc là nhận định được rằng hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ rất là non nớt, dễ bị tác động bởi những cái yếu tố bên ngoài, nên gần đây thì các bậc cha mẹ cực kỳ chịu khó trong việc là làm sao để mà tăng cường cái hệ miễn dịch cho trẻ. Xin được hỏi Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà rằng là những cái biện pháp nào sẽ là hữu hiệu trong việc tăng cường miễn dịch cho hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ thưa chị?
Thì như cái phần trước mà tôi cũng có nói, tức là để có được một cái đường tiêu hóa khỏe mạnh, để có được một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh thì cái thứ nhất là cái dinh dưỡng cho các bé phải được đầy đủ và đúng theo, phù hợp theo lứa tuổi. Chúng ta có những cái giai đoạn chuyển tiếp từ sữa mẹ sang thức ăn bổ sung, rồi việc chúng ta sử dụng sữa công thức cũng như là chúng ta sử dụng các cái thức ăn khác nữa vào, thì những cái thức ăn đấy nó phải phù hợp theo cái lứa tuổi của đứa bé để em bé có thể đủ được cái enzyme trên đường tiêu hóa để tiêu hóa những cái thực phẩm đấy. Thế vấn đề thứ hai nữa là chúng ta phải bổ sung các vi chất. Các cái vi chất đấy thì nó không chỉ quan trọng đối với lại cái sự tăng trưởng về mặt cân nặng, về mặt chiều cao của các em bé, mà bản thân những cái vi chất dinh dưỡng đấy, thì ví dụ như kẽm chẳng hạn, nó cũng là một trong những cái thành phần mà nó thúc đẩy cho cái hệ miễn dịch của các em bé phát triển, nó thúc đẩy cái sự trưởng thành của tế bào biểu mô ruột, cũng như là nó làm cho các em bé của chúng ta ăn ngon miệng hơn và cái hấp thu các cái thực phẩm ấy nó sẽ được tốt hơn. Vấn đề thứ ba nữa mà để tăng cường được cái hệ miễn dịch khỏe mạnh thì lúc trước cô Lâm cũng có nói, tức là chúng ta bổ sung các cái thực phẩm tự nhiên, trong những thực phẩm mà được lên men bằng các cái hình thức lên men tự nhiên như là sữa chua hay là như các cái món mà chúng ta làm muối, thì những cái đấy nó cũng cung cấp cho em bé một lượng vi khuẩn chí có lợi và một nguồn vi khuẩn chí mà rất là dồi dào. Một nguồn vi khuẩn có lợi rất là dồi dào đó là trong sữa mẹ, nhiều hơn bất kỳ một cái thành phần nào. Và đấy chính là những cái thành phần quan trọng cho cái sự phát triển của cái hệ vi khuẩn chí đường ruột cũng như là cái đường miễn dịch, hệ miễn dịch của em bé trên đường tiêu hóa. Dạ. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, gần đây thì cụ thể là các bậc cha mẹ đang chú trọng cái việc bổ sung probiotic hay còn gọi là lợi khuẩn và chế độ dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Vậy thì Phó Giáo sư có thể phân tích rằng là cái điều này nó có nên hay không? Và nếu như có thì chúng ta phải bổ sung với một cái liều lượng như thế nào cho trẻ? Vâng, ở đây thì tôi nghĩ rằng gần đây thì các mẹ cũng quan tâm, nhất là những cháu mà hay sau một đợt dùng kháng sinh này, những cháu biếng ăn rồi ăn và mẹ cứ cảm giác là con đầy bụng, đến bữa sau cũng chưa muốn ăn, biếng ăn nữa, thì mẹ cũng hay bổ sung các cái lợi khuẩn. Thế thì những cái lợi khuẩn này nó cũng giúp cho chúng ta biết rằng cái đường tiêu hóa của em bé khỏe mạnh và cái niêm mạc đường tiêu hóa khỏe mạnh, thì cái miễn dịch, chứ là chúng ta thấy đóng góp đến 80% miễn dịch của cơ thể đấy là do miễn dịch, hệ miễn dịch ruột của em bé cung cấp. Thì việc mẹ bổ sung, tôi nghĩ rằng trong những trường hợp mà trẻ hay ốm này, chậm tăng cân, chậm tăng chiều cao, hay sau dùng kháng sinh rồi hay ốm như vậy, thì điều đấy cũng là tốt ạ. Thì thực ra các cái lợi khuẩn nó cũng chỉ tác động, gọi là tác dụng tạm thời thôi, trong cái thời gian chúng ta cung cấp, khi chúng ta ngừng cung cấp thì cũng lại hết, và cơ thể nó phải tự tạo, tự duy trì các cái vi khuẩn có ích. Và ở đây bổ sung thì nhiều các cái nghiên cứu khác nhau, thì những cái bổ sung các cái lợi khuẩn khác nhau nó phải có các bằng chứng khoa học của các nhà nghiên cứu khoa học, và cung cấp các cái bằng chứng khoa học là nó có tác dụng đối với sức khỏe của em bé, với hệ tiêu hóa của em bé. Và cái liều lượng thì cũng tùy theo các cái loại khác nhau, nhưng cũng phải bổ sung hàng tỷ lợi khuẩn thì mới có thể nhìn thấy tác dụng. Vâng, thật ra thì cái việc là chúng ta biết rằng trong cơ thể con người có cả vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại là một cái điều tất yếu rồi. Người lớn cũng vậy mà trẻ nhỏ cũng thế. Nhưng mà ở trẻ nhỏ thì các cha mẹ sẽ quan tâm hơn đến cái việc là bảo vệ những cái vi khuẩn có lợi đấy để con em mình tránh được những cái nguy cơ về bệnh lớn nhất có thể. Thế thì xin hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà rằng là đấy, để mà giữ được những cái vi khuẩn có lợi đấy và đẩy lùi được cái vi khuẩn có hại, thì cha mẹ có những cái cách thức phổ thông, thông thường nào có thể áp dụng tại nhà không thưa chị? Vâng, tại vì là với các em bé mà trước độ tuổi lên 2 thì cái hệ vi khuẩn chí đường ruột của các em bé, các lợi khuẩn mà chiếm ưu thế đó là các lactobacillus và các bifidobacterium. Thế thì những cái lợi khuẩn này nó sẽ sống tốt nhất trong các cái môi trường, cái thứ nhất là môi trường sữa mẹ. Dạ. Tức là bản thân trong sữa mẹ, ngoài cái chuyện là chất đạm hay là chất béo ra, thì ở trong sữa mẹ người ta, các cái nghiên cứu người ta nhận thấy rằng nó có một cái hàm lượng đường rất là cao, đó là các đường lactose. Và chính những cái đường lactose đấy nó tạo một cái môi trường rất là thích hợp cho các lactobacillus và các bifidobacterium phát triển. Vấn đề thứ hai là bản thân trong sữa mẹ, người ta lấy các cái mẫu sữa mẹ của các bà mẹ khỏe mạnh, người ta phân tích thì người ta cũng thấy rằng nó có tới 10 mũ 3 cho tới 10 mũ 4 các lợi khuẩn, đó là các bifidobacterium. Thì đấy chính là một nguồn lợi khuẩn tự nhiên mà mình cung cấp vào cho các em bé. Và trong vòng khoảng 2-30 năm gần đây thì các cái bằng chứng khoa học thì người ta thấy rằng ở trong sữa mẹ nó còn có một cái thành phần nữa chiếm một cái tỷ lệ rất lớn, đó là các oligosaccharide ở trong sữa mẹ. Và chính những cái oligosaccharide này nó là một cái nguồn năng lượng
vô cùng là phong phú và dồi dào, và nó là một cái môi trường để nó tạo điều kiện cho các cái lactobacillus cũng như là các bifidobacterium phát triển. Như vậy suốt cả một cái quá trình chúng ta vẫn nói là để có được một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh thì em bé phải được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ. Thế còn lại vấn đề thứ hai nữa là khi mà các em bé của chúng ta tập ăn bổ sung rồi thì do sự thay đổi của các cái khẩu phần ăn bổ sung đấy nó sẽ làm thay đổi cái hệ vi khuẩn trí đi. Và khi mà chúng ta cho em bé ăn nó đúng theo tuổi, nó phù hợp theo tuổi, bé tập ăn dần dần thì bắt đầu cái hệ vi khuẩn trí nó sẽ đa dạng hơn. Nó không chỉ là lactobacillus, nó không chỉ là bifidobacterium nữa, mà nó sẽ là các cái chủng vi khuẩn mà tiêu tinh bột, nó là các cái chủng vi khuẩn mà tiêu đạm. Và những cái vi sinh vật này nó sẽ nhân lên dần theo cái quá trình các em bé ăn bổ sung, để cho đến sau 2 tuổi thì cái hệ vi khuẩn trí đấy nó sẽ tương đương như là hệ vi khuẩn trí ở người lớn. Vậy thì chúng ta muốn bảo vệ được thì chúng ta phải có cái quá trình tập ăn một cách phù hợp. Dạ. Cũng như là chúng ta hạn chế cái việc chúng ta sử dụng các thuốc, thì đấy chính là cái cách thức tự nhiên nhất và tốt nhất để cho các cha mẹ mà tăng cường cái hệ miễn dịch cho em bé. Dạ. Thế còn lại các em bé mà các cha mẹ mà muốn bổ sung các probiotic thì lúc trước cô Lâm cũng nói rất là rõ rồi, tức là không phải probiotic nào cũng đều có tác dụng như nhau, mà mỗi một loại probiotic khác nhau thì nó có một cơ chế tác động khác nhau và nó cũng tác động trên cái hệ miễn dịch một cách khác nhau. Như vậy nếu chúng ta muốn bổ sung một cái probiotic gì đấy thì chúng ta phải lựa chọn dựa trên các bằng chứng khoa học với một liều lượng đủ thì mới có thể mang lại những cái hiệu quả cho các em bé được. Vâng, không phải là cứ nghĩ rằng là cho con sử dụng nhiều loại thuốc bổ hay là thực phẩm bổ sung thì nó là tốt đúng không ạ, mà nó còn cần phải phù hợp với từng độ tuổi và cũng như là sự thích ứng cơ thể bé. Xin được cảm ơn cả hai khách mời. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ cùng đến với câu hỏi tương tác đầu tiên. Và không biết là quý vị đã like, share thông tin chương trình của chúng tôi trên trang cá nhân của mình chưa? Bởi vì chúng ta sẽ có một vài đáp án thôi, và bằng cái việc làm tiếp theo của mình là lựa chọn ra đáp án chính xác từ góc nhìn của quý vị nhanh nhất, quý vị sẽ nhận ngay được một phần quà từ nhà tài trợ. Câu hỏi tương tác số 1 như sau: men vi sinh sử dụng hiệu quả trong trường hợp nào? A. Trẻ suy dinh dưỡng chậm lớn do hấp thu dinh dưỡng kém. B. Trẻ biếng ăn kém hấp thu, rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột hoặc do dùng kháng sinh gây nên các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, táo bón, phân sống. C. Người lớn bị rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột hoặc do dùng kháng sinh dài ngày, người đang trong giai đoạn phục hồi bệnh. D. Là cả 3 phương án trên đều đúng. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có 4 đáp án cho câu hỏi tương tác đầu tiên, và quý vị hãy nhanh tay chọn ra câu hỏi đáp án của câu hỏi tương tác này để có thể nhận được phần quà từ nhà tài trợ nhé. Trước khi quay trở lại với những câu hỏi cho các khách mời, xin mời quý vị cùng thư giãn ít phút với phần quảng cáo. Genro là sản phẩm duy nhất kết hợp 6 chủng men vi sinh và kẽm nhằm tăng cường sức đề kháng, giúp đường ruột khỏe mạnh, giúp phòng ngừa rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón, đầy hơi do loạn khuẩn đường ruột, sử dụng nhiều rượu bia, sử dụng kháng sinh kéo dài, phòng ngừa nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ. Đặc biệt, Genro vô cùng tiện dụng, ăn trực tiếp, tiện lợi, vị thơm ngon. Trẻ em dưới 6 tuổi một gói một ngày, trẻ em trên 6 tuổi và người lớn 2 gói một ngày. Genro, men vi sinh hàng đầu Hàn Quốc. Vâng, quay trở lại với các khách mời thì một câu hỏi nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bậc cha mẹ đó chính là hiện tượng rối loạn, loạn khuẩn tiêu hóa thường gặp ở trẻ nhỏ. Vậy xin nhờ Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thị Viện Việt Hà có thể làm rõ hơn về căn bệnh này ạ. Cái từ mà mình gọi là loạn khuẩn cái đường tiêu hóa là một cái từ chung mà mình vẫn gọi thôi. Tức là thông thường thì các bác sĩ cũng như là các ông bố bà mẹ thì thường nghĩ đến con mình là bị loạn khuẩn khi mà thấy bé xuất hiện đi ngoài phân lỏng hoặc là phân nát, hoặc mà cái phân mà dân gian chúng ta vẫn gọi là phân sống, tức là bé ăn cái gì vào thì trong cái chất ăn, trong cái chất phân mà đi ra thì sẽ nhìn thấy vẫn còn lại những cái sản phẩm mà mình ăn vào nó không có được tiêu hóa hết. Khái niệm loạn khuẩn trong dân gian mình thì là như vậy. Thế thì với những em bé mà khi bị bất kỳ một cái nguyên nhân nhiễm khuẩn gì trên đường tiêu hóa, hay là do bé không có hấp thu được những cái thức ăn mà bé ăn, thì nó đều gây ra cái triệu chứng như vậy. Và cái triệu chứng đấy nó là nguyên nhân hay nó là hậu quả của cái quá trình loạn khuẩn
thì nó vẫn rất là không rõ ràng. Cái thứ nhất, nếu như mà mình không may mình bị nhiễm một con virus hay một con vi khuẩn nào đó, và cái con vi khuẩn đấy nó gây ra tổn thương trên đường ruột của mình, thì rõ ràng là cái đó nó là nguyên nhân nó gây đến cái sự bất cân bằng của cái hệ vi khuẩn đường ruột. Rồi cái đường ruột mình nó bị tổn thương, nó lại không hấp thu được cái thức ăn đấy nữa, thì làm cho những cái thức ăn đấy nó trở thành một cái môi trường lạ, thúc đẩy cái sự nhân lên của các cái vi sinh vật gây bệnh, cũng như là làm giảm đi các cái vi sinh vật có lợi cho cơ thể. Thì vô hình chung cái việc mà mình bị nhiễm một cái con vi khuẩn đấy, nó sẽ dẫn đến là cái tình trạng loạn khuẩn trên đường ruột của mình. Thế còn lại một số trường hợp, giả dụ như mình ăn phải một cái thức ăn mà mình không có tiêu hóa hết được, thì theo một cái sinh lý hết sức bình thường là cái thức ăn nó không có được tiêu hóa được đấy, nó sẽ đi hết xuống dưới đại tràng, tức là ruột già của chúng ta. Và ở đấy thì cơ thể mình nó có vi khuẩn, có lợi khuẩn, có hại khuẩn, và những cái con vi khuẩn đấy nó sẽ lên men những cái thức ăn đấy. Và khi mà nó tạo ra các cái sản phẩm sinh hơi thì nó lại làm gia tăng các cái vi sinh vật gây bệnh, và nó làm giảm đi các cái lợi khuẩn của cơ thể. Thì cái đấy nó vừa là nguyên nhân, nó lại vừa là hậu quả. Như vậy thì làm thế nào để người ta có thể giải quyết được cái chuyện đấy? Thì vấn đề quan trọng đầu tiên là người ta vẫn phải xem là, vậy thì em bé mà bị những cái triệu chứng rối loạn tiêu hóa đấy, bé đi ngoài phân có nhầy có máu không? Nếu mà phân của bé có nhầy có máu thì chắc chắn bé bị nhiễm khuẩn. Mà đã bị nhiễm khuẩn thì bác sĩ bắt buộc phải sử dụng kháng sinh, mặc dù kháng sinh là nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng loạn khuẩn đấy. Còn nếu như mà bé không có cái triệu chứng phân có nhầy, phân có máu đó, thì em bé cũng nên được đánh giá bởi các bác sĩ hoặc là chuyên khoa dinh dưỡng hoặc là chuyên khoa tiêu hóa nhi, để người ta đánh giá cái khẩu phần ăn của bé cũng như là các cái dấu hiệu ở trên lâm sàng, để từ đó người ta đưa đến cho mình những cái đơn thuốc một cách phù hợp, thì có thế mình mới giải quyết được. Thế còn về mặt khoa học, các nhà khoa học thì người ta làm nào để người ta chứng minh được loạn khuẩn? Người ta phải lấy hết cái phân của cái người bị như vậy. Sau đó thì người ta nuôi cấy ra vi khuẩn, rồi người ta làm các cái kỹ thuật rất là cao như là giải trình tự gen, để người ta xác định xem là cái gen đấy nó bất thường hay nó không bất thường. Thì cái đấy nó rất là phức tạp, nó không có áp dụng trong cái thực hành lâm sàng của mình, mà nó chỉ áp dụng trong các cái môi trường nghiên cứu, để từ cái môi trường nghiên cứu đấy người ta đưa ra các cái hướng dẫn để các bác sĩ người ta khuyến cáo cho gia đình mà thôi. Vâng, và trong giới hạn của nội dung chương trình ngày hôm nay thì xin được nhờ phó sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm rằng là khi mà cha mẹ phát hiện ra con bị rối loạn tiêu hóa bởi chính cái loạn khuẩn đường ruột đó, thì về cái chế độ dinh dưỡng cần phải có ngay cái sự thay đổi như thế nào? Và nếu như cha mẹ có cùng một cái suy nghĩ rằng là bổ sung những cái chế phẩm hỗ trợ tiêu hóa cho trẻ vào thời điểm này thì có nên hay không? Tôi nghĩ rằng khi mà mẹ cũng xác định là, hoặc được các bác sĩ tư vấn là con là có vấn đề loạn khuẩn rồi, thì về chế độ ăn thì giai đoạn này mẹ cũng phải chế biến thức ăn phù hợp với nhóm tuổi của em bé này, điều chỉnh chế độ ăn và chế biến chế độ ăn cũng, các cái món ăn cũng phải mềm, đừng có cứng quá, bởi vì đường ruột em bé đang tổn thương, mình lại cho thức ăn cứng thì em bé cũng không tiêu hóa được. Mà cho ăn vừa phải đủ theo nhu cầu của em bé, và nhất là trong dinh dưỡng thì chúng tôi cũng, khi mà trẻ bị rối loạn tiêu hóa thì cũng khuyên các mẹ là hay cho cháu ăn cháo hoặc bột nấu với cà rốt nghiền nhỏ đó. Thì cái cà rốt chính nó cũng cung cấp nhiều cái chất xơ để mà cung cấp cho lợi khuẩn, và cà rốt còn có tính chất hút độc ấy, tạo thành quân phân để giảm cái rối loạn tiêu hóa cho em bé. Và trong trường hợp này thì tôi khuyên là em bé cũng nên bổ sung các lợi khuẩn, và nhất là lại kèm theo kẽm cũng rất là tốt. Kẽm cũng giúp cho phát triển các niêm mạc đường ruột, mà chính chúng ta thấy rằng trong phác đồ điều trị tiêu chảy của Bộ Y tế cũng khuyến nghị về bổ sung kẽm khi mà trẻ bị tiêu chảy, thì chính kẽm cũng giúp nâng cao miễn dịch và tốt cho em bé. Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng khi em bé đã loạn khuẩn, đã có vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung, thì cũng phải xem xét có suy dinh dưỡng không, có thiếu vi chất khác kèm theo không để chúng ta bổ sung thêm. Ví dụ có khi có cả thiếu máu, thiếu sắt rồi, em bé lại đang suy dinh dưỡng thấp chiều cao hay nhẹ cân, thì chúng ta cũng phải khuyến nghị một cái chế độ ăn lâu dài để phục hồi suy dinh dưỡng nữa. Dạ. Có một cái định nghĩa mà các bậc cha mẹ anh Thư cho rằng khá là dễ nhầm lẫn với nhau, đó là men tiêu hóa và men vi sinh. Vậy thì trong cái trường hợp là bé bị loạn khuẩn thì các bậc phụ huynh nên cho con uống cái loại men nào, thưa tiến sĩ Việt Hà? Men tiêu hóa thì là thường là các cái men mà tiêu đạm, tiêu đường và tiêu mỡ. Những cái men đấy là do cơ thể mình tiết ra. Ví dụ như để tiêu đường thì mình có amylase của tuyến nước bọt, rồi có amylase của tuyến tụy. Hoặc là để tiêu đạm thì mình có protease của tuyến tụy, hoặc mình có lipase của tuyến tụy để tiêu mỡ. Như vậy men tiêu hóa là những thứ mà do bản thân cơ thể mình tiết ra. Khi mà cơ thể mình bị suy những cái chức năng tiêu hóa đó thì bác sĩ người ta mới sử dụng men tiêu hóa. Ví dụ một bệnh nhân mà bị
cái ruột nó bị cắt ngắn đi, hoặc một bệnh nhân mà bị suy tụy, hoặc một bệnh nhân mà có các cái bệnh lý về mặt gan mật ảnh hưởng đến việc tiết ra các cái enzyme tiêu hóa, thì trong trường hợp đấy bác sĩ người ta mới bổ sung men tiêu hóa. Còn cha mẹ không nên tự dùng những cái đấy, bởi vì những cái đấy là do bản thân các tế bào ở trong cái đường tiêu hóa của mình tiết ra. Khi mà mình tự động mình dùng thì nó sẽ làm cho cái hàm lượng nó cao lên, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự bài tiết, nó sẽ ức chế các cái tế bào của cái đường tiêu hóa của mình tiết ra, thì cái đấy nó sẽ không hề tốt. Thế còn lại men vi sinh thì được định nghĩa đó là những vi sinh vật sống mà khi mang vào trong cơ thể chúng ta thì có lợi cho cơ thể. Như vậy trong trường hợp mà được xác định là loạn khuẩn thì người ta sẽ sử dụng men tiêu hóa, men vi sinh, chứ người ta không có dùng men tiêu hóa. Dạ vâng. Và trong trường hợp các bé mà đã bị loạn khuẩn rồi thì cái việc là bổ sung thực phẩm, bổ sung dinh dưỡng cho bé ở sau đó cũng là một cái điều mà các cha mẹ rất là quan tâm, nhưng không phải là ai cũng biết cách. Phó giáo sư Nguyễn Thị Lâm có thể lưu ý cho các bậc cha mẹ một cái chế độ dinh dưỡng làm sao để mà phục hồi lại cái đường ruột non nớt của các bé? Vâng, ở đây thì như ban nãy tôi cũng trình bày, tức là ở đây chế độ ăn thì bà mẹ cũng rất phải chú ý là chế biến phù hợp với nhóm tuổi của em bé. Ví dụ tuổi em bé là từ 1 đến 2 tuổi nên em bé ăn cháo. Dạ. Thì nhiều mẹ có khi được có 12, 14 tháng đã cho ăn cơm. Thì rõ ràng em bé không tiêu hóa được và lại thúc đẩy cái rối loạn tiêu hóa nhiều hơn. Đấy thì chúng ta phải cho ăn theo cái món ăn đúng độ tuổi của em bé. Dạ. Ngay cả khi em bé bắt đầu tập ăn cơm, ví dụ xung quanh 20, 24 tháng bắt đầu tập ăn cơm, thì mẹ cũng phải nấu cơm mềm cho em bé và cũng phải ăn đủ các nhóm thực phẩm, và chúng ta thay đổi cái thực phẩm thường xuyên và cũng chế biến mềm cho em bé. Ví dụ em bé 2, 3 tuổi em bé ăn thịt chẳng hạn, chúng ta cũng phải xay nhỏ, băm nhỏ, chúng ta ninh nhừ cho em bé, hoặc sốt cà chua các mẹ ủ đấy cho mềm để cho em ăn, chứ không phải vào bữa mẹ lại có miếng thịt cho bố mẹ ăn, em bé mẹ cũng lại lấy cho em bé ăn thì dai, như thế em bé cũng không ăn được. Và bữa ăn nó cũng phải cân đối, tức là chúng ta cũng vẫn phải có rau xanh. Rau xanh thì ví dụ em bé nhỏ chúng ta có phải chọn những cái rau mềm, chúng ta cắt nhỏ, chúng ta nấu như kiểu bát canh ở trường mầm non ấy. Dạ. Như vậy thì em bé mới ăn được. Còn bố mẹ này cũng hôm nay cũng luộc rau cho con ăn rau giống của bố mẹ này, em bé cũng không ăn được, mà ăn vào nó cũng cứng, em bé lại đi ngoài ra thôi ạ. Và cũng phải cân đối, là chúng ta thấy còn cũng phải có chất béo. Nhiều mẹ nó cứ sợ con tiêu chảy không cho chất béo, và mà tôi đã ngồi tư vấn thì nhiều cháu là tôi thấy suy dưỡng nhẹ cân này, y rằng mình hỏi là mẹ không cho chất béo vào chế độ ăn, đấy làm em bé không những không đủ năng lượng cho bữa ăn mà không hấp thu được các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, thì làm cho con mình lại thiếu vi chất dinh dưỡng nhiều hơn ạ. Thế còn thường những cháu bị loạn khuẩn này cũng chúng ta nhìn thấy cả một quá trình vừa trải qua thì em bé cũng hay bị có nguy cơ suy dưỡng và thiếu vi chất, thì chúng ta cũng phải chú ý bổ sung các cái vi chất cần thiết. Ví dụ tôi thấy nhiều bé kèm theo đấy là thiếu vitamin D, thiếu kẽm, thiếu máu, do thiếu sắt, thì chúng ta cũng phải phối hợp bổ sung. Vâng, quả thực là một bài toán rất là dài hơi cho các bậc cha mẹ, đúng không ạ? Phải chú ý từng bước một nếu mà muốn con mình có một cái hệ tiêu hóa khỏe mạnh, và từ đó thì cũng có một cái sức đề kháng tốt hơn. Và quay trở lại với những câu hỏi thì chúng tôi xin phép được mang đến đáp án cho câu hỏi tương tác số 1. Câu hỏi tương tác số 1 mà chúng tôi đã đưa ra đó chính là: men vi sinh sử dụng hiệu quả trong trường hợp nào? Đáp án A là trẻ suy dinh dưỡng chậm lớn do hấp thu dinh dưỡng kém. Đáp án B là trẻ biếng ăn kém hấp thu, rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột hoặc do dùng kháng sinh gây nên các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, táo bón, phân sống. Đáp án C là người lớn bị rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột hoặc do dùng kháng sinh dài ngày, người đang trong giai đoạn phục hồi bệnh. Và đáp án D là cả ba phương án trên đều đúng. Đáp án chính xác của câu hỏi này, thưa quý vị, đó chính là phương án D. Và xin được chúc mừng, địa chỉ Facebook có tên là Khánh Hà, Khánh Cách Hà Cách QAT, đúng không? Vâng, xin được chúc mừng vị khán giả của chúng ta. Và chúng tôi cũng xin được mang đến câu hỏi tương tác số 2 ngay bây giờ, thưa quý vị. Câu hỏi tương tác số 2 như sau: men vi sinh Hyun Pro có lợi thế vượt trội nào? Chúng ta cũng có 4 phương án: A, kết hợp của 6 chủng men vi sinh và kẽm trong thành phần; B là nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc, được FDA Hàn Quốc chứng nhận chất lượng; C là hỗ trợ điều trị tình trạng rối loạn tiêu hóa giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột; và D cũng là phương án tất cả các phương án trên. Vâng, quý vị nếu đã nhanh tay cho câu hỏi số 1 rồi mà chưa nhận được phần quà từ nhà tài trợ thì hãy một lần nữa gửi đáp án về cho chúng tôi nhé. Và chúc quý vị sẽ may mắn cho câu hỏi này. Genro là sản phẩm duy nhất kết hợp 6 chủng men vi sinh và kẽm nhằm tăng cường sức đề kháng, giúp đường ruột khỏe mạnh.
giúp phòng ngừa rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón, đầy hơi do loạn khuẩn đường ruột, sử dụng nhiều rượu bia, sử dụng kháng sinh kéo dài, phòng ngừa nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ. Đặc biệt, Genro vô cùng tiện dụng, ăn trực tiếp, tiện lợi, vị thơm ngon. Trẻ em dưới 6 tuổi một gói một ngày, trẻ em trên 6 tuổi và người lớn hai gói một ngày. Genro, men vi sinh hàng đầu Hàn Quốc. Vâng, chúng ta đã nói nhiều về những thực phẩm hỗ trợ để mà bổ sung cái lợi khuẩn cho đường ruột. Nhưng mà trong những cái loại thực phẩm mà có thể cố định và khuyến nghị nên dùng nhiều ở trẻ em thì Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm có thể lưu ý lại một lần nữa để các bậc cha mẹ như là chúng tôi có thể lưu tâm được không? Xin mời chị. Vâng, ở đây tôi nghĩ rằng khi mà trẻ bị loạn khuẩn, rối loạn tiêu hóa và cái đường tiêu hóa của em bé kém thì chúng ta phải kết hợp chế độ ăn, tức là chế biến phù hợp với lứa tuổi của em bé. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng khuyến khích bổ sung các cái lợi khuẩn để mà cho phục hồi cái vi khuẩn trí đường ruột và tạo cái hệ tiêu hóa cho em bé khỏe mạnh. Mà khi hệ tiêu hóa của em bé khỏe mạnh thì em lại ăn ngon miệng và sẽ hấp thu dưỡng chất tốt và sẽ đủ chất dinh dưỡng hơn. Kèm theo đấy thì tôi nghĩ rằng cũng cần bổ sung các dưỡng chất thiết yếu. Trước hết là tôi nghĩ là kẽm cũng rất là một trong những vi chất rất là cần cho cái niêm mạc, phục hồi cái niêm mạc đường tiêu hóa và cho cái tăng cường miễn dịch cho em bé để em bé ít ốm vặt đi, thì tôi thấy đấy là cũng giải pháp quan trọng. Ngoài ra khi mà khám toàn diện thì đương nhiên các bác sĩ lâm sàng về nhi khoa dinh dưỡng bao giờ cũng nhìn xem là em bé có thiếu máu không, em bé có thiếu vitamin D không, và chúng tôi cũng sẽ phối hợp bổ sung. Đương nhiên không thể một lúc chúng ta bổ sung nhiều thứ quá, mà dần dần chúng ta phải bổ sung đủ cho em bé khi vẫn duy trì còn thiếu các cái vi chất dinh dưỡng kèm theo. Dạ. Vừa rồi là những câu hỏi đầu tiên do ban biên tập chương trình đưa ra nằm trong chủ đề để mà nâng cao sức đề kháng cho bé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi của chính quý vị khán giả đang theo dõi trực tuyến cũng như là đã gửi về địa chỉ email của báo điện tử Sức Khỏe Đời Sống. Câu hỏi đầu tiên của khán giả Huỳnh Thanh, viết tắt tên ạ, 45 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội, hỏi như thế này. Con em 7 tuổi thường xuyên bị đầy bụng sau khi ăn bất cứ loại thức ăn nào nhiều dầu mỡ. Cháu bảo là có cảm giác đầy bụng, khó chịu cả đêm, kèm rối loạn tiêu hóa, có lúc đại tiện phân đặc, có lúc phân lỏng, có lúc này lúc khác khó chịu lắm. Vậy xin hỏi các bác sĩ rằng đây có phải là triệu chứng rối loạn tiêu hóa hay không? Và làm cách nào để hết những triệu chứng này? Xin được mời Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Hà. Dạ. Mà 7 tuổi mà cái chế độ ăn của bạn ấy có hay có các cái dấu hiệu như là anh có mô tả, thì có mấy cái việc mà mình phải xem. Cái việc thứ nhất là mình xem là những cái thực phẩm nào mà hay gây ra những cái triệu chứng khi mà bé bị, hay tất cả các loại thực phẩm. Bởi vì một số bạn thì có thể bạn ấy không dung nạp hoặc bạn dị ứng với những cái thành phần trong thức ăn mà mình ăn vào. Ví dụ một người mà bị dị ứng với lại chất đạm ở trong thịt hoặc là trong cá hoặc trong trứng, thì khi mà hoặc là nhộng tằm hoặc là các cái thứ đấy, thì khi mình ăn những cái thực phẩm đấy, người mà bị nặng thì sẽ phản ứng dị ứng rất là mạnh. Nhưng mà có người mà nhẹ thì chỉ là nôn, là đầy bụng, là không tiêu được thôi. Như vậy cái việc đầu tiên là mình phải xem là những cái triệu chứng đấy nó xuất hiện ở với những cái loại thực phẩm nào, để mình có thể là dùng cái biện pháp là mình loại trừ trong một khoảng thời gian. Nếu nó không có xuất hiện thì chắc chắn là do cái vấn đề đấy. Cái thứ hai là với một bạn mà hay đau bụng về đêm, độ tuổi 7 tuổi, thì các con ở cái lứa tuổi đấy thì hay có cái triệu chứng của bệnh lý dạ dày tá tràng, đặc biệt là viêm loét dạ dày tá tràng. Thì những em bé như vậy thì cũng hay bị đầy hơi, khó tiêu, cũng ăn không tiêu được, và cũng rất dễ có những cái triệu chứng như là nôn chớ hay là khó chịu ở cái bụng. Thì cái đấy phải đi khám để bác sĩ có thể đánh giá được và xem là như thế nào. Cái vấn đề thứ ba là cái tuổi đấy là cái tuổi mà ít khi bị tiêu chảy. Khi mà các con bị tiêu chảy thì một là các con ăn quá nhiều, các con không thể hấp thu được. Hai là các con dị ứng với những cái thực phẩm đấy. Và ba là có thể các con có những cái nhiễm giun sán, kính trùng, những cái nhiễm khuẩn trên đường tiêu hóa mà làm cho các bạn ấy không thể nào mà tiêu hóa được những cái thực phẩm đó. Thì với một bạn mà cái diễn biến nó kéo dài như vậy thì chắc cha mẹ nên đưa bạn ấy đi khám
chuyên khoa tiêu hóa hoặc chuyên khoa dinh dưỡng thì các bác sĩ sẽ có những cái đánh giá về khẩu phần ăn, đánh giá về sự tăng trưởng, cân nặng và chiều cao, cũng như là khám các cái dấu hiệu lâm sàng để từ đấy đưa đến những cái chỉ định xét nghiệm cũng như là cái chỉ định điều trị một cách phù hợp. Vâng, xin cảm ơn lời khuyên của chị ạ. Khán giả Phan Thị Hòa, Hà Nội có hỏi như thế này: em có con nhỏ hiện 12 tháng rưỡi, bé cao 90cm, nặng 11kg. Bé nhà em rất hay bị rối loạn tiêu hóa, đi bệnh viện xét nghiệm phân lần nào cũng có kết quả là rối loạn tiêu hóa, loạn khuẩn đường ruột. Ngày bé đi 2-3 lần, lần đầu thì phân bình thường nhưng lần 2 hoặc 3 thì có mùi chua. Bé ăn chơi ngủ bình thường, em rất lo lắng về tình trạng của bé thường xuyên lặp lại. Bởi vì từ 4 tháng bé đã bị rối loạn tiêu hóa, khỏi một thời gian thì lại bị. Hiện em đang định cho cháu uống men vi sinh thì có được không, thưa bác sĩ? Dạ, xin mời chị Hà. Thì với một bạn mà với cái tháng tuổi như vậy và với cái cân nặng và chiều cao như vậy là trong giới hạn bình thường. Thông thường những bé mà hay bị rối loạn tiêu hóa thì mà thực sự là bệnh lý thì ít khi các con tăng cân được với một cái chiều cao cũng như là một cái cân nặng tốt như vậy được. Thế thì với một bé mà lần đầu tiên bé đi ngoài bình thường, những lần sau bé đi ngoài, cái mùi phân của bé chua hoặc là cái việc tiêu hóa của bé nó kém thì khả năng là bé không hấp thu được hết cái thành phần thức ăn mà trong cái khẩu phần ăn mà bé ăn vào. Như vậy việc đầu tiên thì các bác sĩ bao giờ cũng sẽ phải hỏi xem là cái lượng ăn hàng ngày, ví dụ lượng sữa uống bao nhiêu, lượng cháo bột ăn vào bao nhiêu. Nếu như cái lượng nó nhiều quá thì chắc sẽ phải giảm bớt đi. Bởi vì nếu không thì mình ăn vào thật là nhiều nhưng mình không có hấp thu được thì mình sẽ bị đào thải ra bên ngoài. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là nếu như bé không có những cái chuyện như vậy mà bé lại rất hay bị những cái triệu chứng của rối loạn tiêu hóa như thế thì người ta cũng sẽ phải xem là những cái đợt rối loạn tiêu hóa đấy của bé có liên quan đến những cái đợt bệnh mà bé phải dùng thuốc kháng sinh hay các thuốc để điều trị cho bé hay không. Và nếu như bé mà không có những cái vấn đề đó, mọi thứ vẫn ăn ngủ, mọi thứ vẫn bình thường thì cái việc mà mình bổ sung thêm các cái lợi khuẩn cũng là một trong những giải pháp mà các bác sĩ người ta cũng lựa chọn để giúp cho cái đường tiêu hóa của bé được tốt hơn. Dạ, cảm ơn lời khuyên của chị ạ. Câu hỏi tiếp theo của khán giả Bùi Thị Mai Hương, 29 tuổi, hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm như sau ạ. Thưa bác sĩ, bé nhà em hiện 5 tháng rưỡi, cháu được 6kg, khi sinh thì được 3,1kg, cháu ăn sữa ngoài. Vì thấy cháu tăng cân chậm nên là gia đình em muốn cho cháu ăn dặm sớm và nhiều, cho cháu ăn 2 bữa bột một ngày. Em không đồng ý vì lo sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của cháu, nên mới chỉ cho ăn một bữa ngọt hàng ngày vào buổi sáng. Em muốn hỏi là cho cháu ăn như vậy có ảnh hưởng gì đến hệ tiêu hóa của cháu không? Và em có thể tăng lên 2 bữa một ngày không? Cháu đi ngoài một ngày khoảng 1 đến 2 lần, phân mềm và bình thường. Vâng, đây thì tôi thấy rằng một em bé mà 5 tháng rưỡi mà sinh ra là 3,1 cân, bây giờ mới có 6kg thì thực sự là tăng cân cũng hơi chậm. Dạ. Mà cũng tiếc là em bé không được bú sữa mẹ mà lại ăn sữa ngoài, chứng tỏ là cái vấn đề nuôi dưỡng cũng chưa đầy đủ cho em bé. Chứ cái tuổi này em bé phải tăng ít nhất là trên 600g một tháng thì mới đạt cái trung bình. Thậm chí có những cháu mà tăng tốt, bú sữa mẹ tăng tốt có thể hơn 1kg một tháng đầu, những cái tháng đầu. Thế ở đây thì tôi nghĩ là cũng tiếc là gia đình cho ăn bổ sung quá sớm. Thực ra về khuyến nghị là chúng ta vẫn phải khi trẻ tròn 180 ngày, tức là 6 tháng mới lên cho ăn bột. Nhưng ở đây thì gia đình đã cho ăn một bữa bột ngọt rồi thì tôi nghĩ rằng cũng không thay đổi được nữa. Nhưng mà thôi thì cho em bé một bữa thôi, đừng có tăng lên 2 bữa. Và ngay cả sang đến tháng thứ 7 em bé cũng vẫn phải uống sữa là chính và cũng nên ăn một bữa bột ăn dặm thôi. Và khi nào sang tháng thứ 8 thì chúng ta mới hãng cho em bé ăn đến 2 bữa bột ăn dặm. Và kèm theo đấy thì tôi nghĩ cái tuổi này em bé rất dễ là chúng ta xem là có thiếu vitamin D, có thiếu máu hay không. Những tuổi này thường mà chúng tôi tư vấn dinh dưỡng thì thấy những cái cháu mà chậm tăng cân thì nếu khám, ví dụ em bé hay khóc đêm, hay ra mồ hôi trộm, hay giật mình, hay là rụng tóc đằng sau gối nhiều, đằng sau gáy nhiều thì y rằng đấy là có kèm theo còi xương. Mà các em bé đấy là thiếu vitamin D và dấu hiệu còi xương thì cũng chậm tăng cân. Dạ. Chứ có khi cũng chưa chắc đã phải do khẩu phần ăn. Chúng ta phải phối hợp mà tốt nhất nên đi tư vấn dinh dưỡng hoặc nhi khoa để các bác sĩ xác định là có thiếu vi chất kèm theo không ạ. Dạ, vâng. Trong 6 tháng đầu thì các bác sĩ cũng khuyên là nên cho trẻ đi khám dinh dưỡng để biết được cái tốc độ tăng trưởng của bé có phù hợp chưa, đúng không ạ? Vâng. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Thị Lâm. Câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi tiếp theo của một bạn khán giả có tên là Khánh Ngọc ở Hà Nam. Thưa bác sĩ, con gái em được 2 tuổi, từ bé tới giờ cháu rất hay bị ho và sổ mũi.
em cho cháu đi khám ở Bệnh viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện Đức Giang, phòng khám nhi, phòng khám tai mũi họng, uống rất nhiều thuốc rồi. Có lúc thì kết quả bị viêm mũi họng, có lúc bị viêm VA, có lúc thì là viêm phế quản phổi. Ở các bệnh viện phòng khám có kê đơn thuốc cho cháu, đơn nào cũng có từ 1 đến 2 loại kháng sinh. Tuy nhiên cháu chỉ khỏi được vài hôm, vài tuần sau lại bị lại. Mỗi lần uống kháng sinh như vậy cháu lại bị đi ngoài. Vậy xin hỏi bác sĩ, như vậy thì cháu có bị sao không? Và liệu có cách gì để trị dứt điểm hay không? Câu hỏi này dành cho Phó Giáo sư Nguyễn Thị Việt Hà. Thì với một bạn mà ở cái độ tuổi mà dưới 3 tuổi thì các con cũng rất dễ viêm mũi họng. Cái đấy nó cũng bình thường thôi, bởi vì cái cấu trúc của cái đường mũi họng của các con cũng như là cái khả năng miễn dịch của các con thì chưa thể nào bảo vệ cho các con được. Và khi các con bị nhiễm khuẩn thì bác sĩ không có cách nào để giải quyết vấn đề nhiễm khuẩn ngoài cái việc mà phải cho kháng sinh. Vậy thì làm thế nào để có thể thay đổi được cái vấn đề đó? Thì cái thứ nhất đó là cái việc mà mình giữ ấm cho các con, mình vệ sinh mũi họng cho các con đúng cách để con ít bị viêm mũi họng hơn. Và có như vậy thì mình mới hạn chế được cái việc mà phải sử dụng kháng sinh. Còn khi mà bé hay sử dụng kháng sinh thì nó rất dễ làm rối loạn hệ vi khuẩn trí đường ruột, và hậu quả của nó đó là tiêu chảy. Và khi bị như vậy thì bắt buộc người ta sẽ phải có mấy cái cách. Cái thứ nhất là bác sĩ người ta sẽ lựa chọn những cái kháng sinh mà ít gây tác động trên cái đường tiêu hóa, trên hệ vi khuẩn trí đường ruột của các em bé. Cái giải pháp thứ hai là người ta sẽ bổ sung thêm các men vi sinh mà có chỉ định, có khuyến cáo sử dụng cho điều trị các cái trường hợp tiêu chảy liên quan đến kháng sinh. Và một vấn đề cũng vô cùng quan trọng là mình đã đi khám rồi thì mình cũng nên trình bày với các bác sĩ khi mình khám, để các bác sĩ có những cái đánh giá mang tính tổng thể cho con nhà mình. Bởi vì rõ ràng là hay viêm nhiễm của cái độ tuổi trước 3 tuổi, nhưng có những bạn cái hay viêm nhiễm đấy là triệu chứng của những cái suy giảm miễn dịch, có thể là bẩm sinh, có thể là mắc phải, mà cần phải được xác định để có được những cái điều trị hợp lý cho các bé. Dạ. Một câu hỏi rất là ngắn gọn của chị Vũ Thị Hợp ở Bắc Giang, thì chị hỏi như thế này thôi ạ. Bác sĩ kê là dùng thêm men vi sinh nhưng không dặn dò thời điểm uống hai loại thuốc này thế nào cho phù hợp. Bác sĩ tư vấn giúp tôi vậy ạ. Tại vì cái men vi sinh của mình thì nó có, trên thị trường của mình nó có rất nhiều loại men vi sinh khác nhau. Tuy nhiên là người ta chia thành hai cái nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất là nhóm men vi sinh có nguồn gốc từ vi khuẩn, và cái thứ hai là men vi sinh có nguồn gốc từ nấm men. Thế thì với những cái men vi sinh mà có nguồn gốc từ vi khuẩn thì vì nó là vi khuẩn cho nên uống với mà uống cùng với kháng sinh thì nó sẽ bị tiêu diệt bởi kháng sinh. Cho nên là những cái men vi sinh mà có nguồn gốc từ vi khuẩn thì nên được uống cách xa cái bữa uống kháng sinh, ít nhất là 2 giờ. Thế còn lại những cái men vi sinh mà có nguồn gốc từ nấm men thì những cái kháng sinh thông thường của mình để diệt vi khuẩn thì sẽ không diệt cái men vi sinh đấy. Mình có thể uống chung cũng được, nhưng mà các cái khuyến cáo của nhà sản xuất thì họ vẫn nên nói là uống cách xa cái bữa uống kháng sinh khoảng từ 1 cho đến 2 giờ. Dạ vâng. Câu trả lời đã có cho vị khán giả gửi đến một câu hỏi rất là ngắn gọn. Còn bây giờ thì sẽ là một câu hỏi về dinh dưỡng gửi đến Phó Giáo sư Nguyễn Thị Lâm ạ. Tôi có con nhỏ 2 tuổi, nặng 11 kg, rất biếng ăn. Mỗi khi ăn cháu thường khóc quẹ khiến tôi rất căng thẳng. Tôi nghe bạn mách là có thể cho con uống men vi sinh để cải thiện tình trạng này. Tôi cũng thấy băn khoăn vì ngoài việc biếng ăn thì cháu phát triển bình thường. Vậy xin hỏi chuyên gia rằng tôi có nên cho con bổ sung men vi sinh hay không? Vâng, ở đây thì em bé 2 tuổi thì chúng tôi thấy cũng cân nặng cũng là ở ngưỡng trung bình. Nhưng mà em bé lại có cái biếng ăn, tức là vào bữa ăn thì cũng không muốn ăn. Như vậy nhưng mà nếu chúng ta để lâu dài thì dần dần em bé cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tổng lượng khẩu phần ăn vào, và em bé cũng sẽ dẫn đến sẽ chậm tăng cân, chậm tăng chiều cao ở cái giai đoạn sau. Thì tôi khuyên là mẹ nên bổ sung men vi sinh cho em bé để cải thiện cái hệ tiêu hóa của em bé. Thì cái men tiêu hóa rồi các cái enzyme tiêu hóa của đường tiêu hóa của em bé sẽ được cải thiện, em bé sẽ tiết đầy đủ và tiêu hóa cái thức ăn được tốt hơn. Thì như vậy em bé đến bữa ăn em bé sẽ cảm giác muốn ăn, ngon miệng, và giải quyết cái biếng ăn của em bé thì đương nhiên em bé sẽ ăn nhanh rồi ngủ ngon giấc, thì mẹ cũng đỡ vất vả và bữa ăn của em bé nó cũng ngắn thời gian hơn. Vâng, và bé 12 tuổi thực ra là quá trình mà để cho bé có thể là tự giác ăn uống nó sẽ còn một vài năm ở phía trước, đúng không? Mẹ cũng cần phải kiên nhẫn và đồng hành cùng với con. Chúc cho mẹ và con sẽ luôn luôn có được một kết quả phát triển tốt nhất. Quay trở lại với các câu hỏi của khán giả thì anh Phạm Hoàng Long ở Long An có hỏi như sau ạ. Tôi vừa cho con mình đi làm xét nghiệm phân. Kết quả là con tôi bị loạn khuẩn vừa, vi khuẩn gram âm 40, vi khuẩn gram dương 60.
cháu vẫn tỉnh táo, chịu chơi, không quấy khóc, số lần đại tiện từ 3 đến 4 lần mỗi ngày, không sốt, không nôn. Xin bác sĩ tư vấn rõ hơn về hai chỉ số này cũng như là tình trạng của cháu và hướng điều trị ạ. Vâng, thì cái em bé này được mấy tháng hả chị? Em bé này anh ấy không ghi là cháu bao nhiêu tháng, chỉ ghi là vừa đi xét nghiệm về. Vâng, tại vì là với một bạn mà ngoài cái độ tuổi 6 tháng tuổi hay là ngoài 1 năm tuổi mà đi ngoài 3-4 lần một ngày thì là cái số lần đi ngoài đấy nó chưa hoàn toàn là bất thường, nhưng nó cũng không bình thường. Cái số lần này nó đã nhiều hơn so với bình thường rồi. Thế thì vấn đề đầu tiên mà mình muốn nói ở đây là liệu bạn ấy có bị tiêu chảy không? Nếu như bạn ấy đi ngoài trên 3 lần một ngày kèm theo phân lỏng hoặc kèm theo phân tóe nước, tức là bạn đã bị tiêu chảy. Mà bất kỳ một bạn nào bị tiêu chảy thì đều có tình trạng loạn khuẩn ruột cả. Thế cho nên nếu như bạn ấy đã bị tiêu chảy thì bạn phải được bù nước, bù điện giải, bạn phải được bổ sung kẽm, bạn phải được các bác sĩ nhi khoa, các bác sĩ dinh dưỡng tư vấn về cái khẩu phần dinh dưỡng hợp lý khi mà bạn ấy mắc tiêu chảy, để từ đấy mới có thể giải quyết được. Còn nếu như cái số lần đi ngoài của bạn mà có 3-4 lần nhưng lại kèm theo có nhầy và kèm theo có máu và kèm theo bạn ấy móc dặn khi bạn đi đại tiện thì chắc chắn các bác sĩ sẽ phải dùng kháng sinh cho bạn ấy nữa. Ở Việt Nam mình thì các ông bố bà mẹ và một số các nhân viên y tế nói chung thì rất thích cái việc mà đi làm hệ cái xét nghiệm gọi là vi khuẩn trí đường ruột. Để nói đến là cái tỷ lệ vi khuẩn gram dương là bao nhiêu, tỷ lệ vi khuẩn gram âm là bao nhiêu. Và khi mà có cái tỷ lệ vi khuẩn gram dương, gram âm nó không có đúng như vậy thì cái kết quả xét nghiệm của các cái nhân viên y tế thường kết luận là loạn khuẩn. Và cha mẹ thì thường rất là lo lắng. Thì thật lòng mà nói, cái xét nghiệm nó không có giá trị như chúng ta nghĩ đâu. Chỉ cần chúng ta bị đầy bụng, chúng ta bị khó tiêu, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta làm cái xét nghiệm đấy là cái tỷ lệ vi khuẩn gram dương, gram âm của chúng ta nó đã đảo lộn rồi. Tại sao tôi nói như vậy? Thì có rất nhiều các cái nghiên cứu, người ta lấy phân của những cái đứa trẻ bình thường, rồi người ta lấy phân của những cái người bị bệnh, người ta làm các cái kỹ thuật như ban đầu tôi có nói là nuôi cấy vi khuẩn giải trình tự gen, rồi phân tích cái bộ gen của nó để xác định là chủng vi khuẩn này tăng, chủng vi khuẩn kia giảm. Có thế người ta mới kết luận được chuyện nó loạn khuẩn. Còn bây giờ tôi chỉ đếm trên tổng số bệnh nhân của tôi là bao nhiêu mà tôi kết luận như thế thì nó rất là khó. Ngay kể cả những người bình thường, đôi lúc mà chúng ta có một cái vấn đề gì đó trong cái tiêu hóa của chúng ta nôn, chúng ta đầy bụng, chúng ta làm xét nghiệm nó đã đảo lộn cái trật tự đó đi rồi. Cho nên là nếu mình cứ làm những cái xét nghiệm đấy rồi mình lo lắng thì nó rất là nguy hiểm. Cái chính của mình là triệu chứng con mình có cái gì, tính chất phân của con mình ra làm sao, cân nặng của con nhà mình như thế nào trong cái giai đoạn mà con nhà mình bị như vậy. Và với tất cả những vấn đề đấy thì mình cần có những lời khuyên của nhân viên y tế để có được những cái điều trị hợp lý cho mình, thay cho cái việc mà đi làm xét nghiệm để lo lắng như vậy. Dạ. Trong cái việc mà bổ sung men vi sinh cho trẻ thì rất nhiều cha mẹ cũng có một cái băn khoăn nữa, đó là cái thời gian mà có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung cho con là bao nhiêu lâu thưa chị? Vì là cũng mang một cái tâm lý rằng là cho dù là sản phẩm bổ sung tốt đi chăng nữa thì cũng không thể dùng hết ngày này tháng khác được, đúng không ạ? Phó giáo sư Lâm có nói mình bổ sung các cái men vi sinh không phải là mình sẽ làm thay đổi cái gì đó quá nhiều trên cái đường ruột của mình. Bởi vì những cái vi sinh vật có lợi và những vi sinh vật mà có hại trong đường ruột mình nó vẫn đang tồn tại, đang song hành với nó. Và khi mình bổ sung thêm một cái lượng lợi khuẩn nó vào trong cơ thể mình thì mình bổ sung trong thời gian bao lâu thì nó sẽ tồn tại trong cơ thể mình trong một thời gian bấy nhiêu. Có khá nhiều các nghiên cứu người ta nói rằng là sau một tuần hay sau 10 ngày thì các cái vi sinh vật đấy nó vẫn còn tồn tại một cách gọi là thoáng qua, đi qua lại ở trên cái đường ruột của mình thôi. Như vậy thì nếu mình bổ sung cho mục đích điều trị thì bác sĩ khuyến cáo mình điều trị trong thời gian bao nhiêu lâu thì mình nên điều trị trong thời gian bấy nhiêu. Còn nếu mà mình bổ sung theo hình thức dự phòng, tức là tôi dự phòng vì thế này, vì con tôi biếng ăn, vì con tôi hay bị rối loạn tiêu hóa, thì cái thời gian điều trị dự phòng của mình lúc nào mà mình ngừng á thì nó sẽ đào thải ra khỏi cái đường ruột của mình thôi. Nó không gây ra cái vấn đề gì. Nhưng cái chất lượng của cái men vi sinh mình bổ sung là cái gì lại là vấn đề quan trọng. Bởi vì nếu các anh chị mua hoặc các anh chị sử dụng những loại men vi sinh mà không có rõ nguồn gốc, những cái loại men vi sinh mà không được kiểm nghiệm một cách nghiêm chỉnh, không có một cái quy trình sản xuất đầy đủ, thì nhiều khi mình lại bị nhiễm những cái vi sinh vật từ cái men vi sinh đấy, thì lúc đấy lại trở nên rất là nguy hiểm cho các em bé của mình. Vâng, xin cảm ơn chị ạ. Chị Ngọc Lan ở Hà Nội thì hỏi như sau: con tôi được 22 tháng, hiện vẫn đang dùng sữa công thức. Cháu bị tràm sữa, cứ lâu lâu trên mặt lại nổi vài đốt nhỏ. Tôi được biết tràm sữa là hội chứng có liên quan tới hệ miễn dịch. Vậy cho tôi hỏi tràm sữa có liên quan tới hệ tiêu hóa hay không?
Và điều này có đáng lo ngại không ạ? Vâng, xin mời chị Hà. Với những bạn mà cái khái niệm tràm sữa nó cũng khác nhau đấy ạ. Tức là các bạn mà vẫn còn đang ở giai đoạn bú sữa mẹ hoặc giai đoạn ăn sữa công thức mà có các cái nổi mẩn ở trên má hoặc là xuất hiện các cái vết tràm ở trên đầu mà dân gian hay gọi là cứt trâu ấy, thì những cái bạn đấy người ta gọi là thể tạng tiết dịch hay là cơ địa dị ứng. Thì nếu như mà những cái mức độ tràm đấy nó không có nhiều, nó không có bị nặng nề, thì gần như nó xuất hiện theo thời tiết, lúc nó có, lúc nó mất. Thì lúc nào mà nó bị nhiều thì bác sĩ người ta khuyến cáo mình phải điều trị. Còn nếu không thì đôi lúc mà chúng tôi thường nói là chung sống với nó, vì đấy là thể tạng. Thế tuy nhiên nếu như những bạn mà ăn sữa công thức, cứ ăn sữa công thức vào lại xuất hiện tràm trên má thì lúc đấy là vấn đề. Bởi vì là có thể các bạn ấy bị dị ứng với cái thành phần đạm ở trong sữa công thức. Thì với những bạn như vậy thì nên được khám bởi các bác sĩ chuyên khoa nhi, các bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng, để người ta đánh giá về cái tăng trưởng của con, người ta đánh giá về các triệu chứng tiêu hóa của con cũng như là các triệu chứng tràm của con, để từ đấy người ta đưa ra những cái khẩu phần ăn hợp lý hoặc các loại sữa phù hợp với bạn đấy. Thế còn lại nếu như mình chỉ hỏi là vậy một bạn mà bị tràm á thì có liên quan gì đến cái đường tiêu hóa không? Tràm là một bệnh mang tính chất bệnh lý dị ứng theo cơ chế miễn dịch. Và vừa nãy chúng ta nói rất nhiều đến là cái hệ vi sinh đường ruột, rồi cái hệ tiêu hóa của em bé cũng có các cái vấn đề mà liên quan đến miễn dịch, thì nó có mối liên quan chứ không phải là không có mối liên quan. Nhưng cái liên quan đấy ở mức độ phải điều trị hay là chỉ cần điều chỉnh bằng chế độ dinh dưỡng hay không thì sẽ phụ thuộc vào cái mức độ trầm trọng của em bé, mức độ nặng của triệu chứng cũng như là cái sự đánh giá của các nhà lâm sàng một cách phù hợp. Dạ, xin cảm ơn những lời tư vấn của cả hai phó giáo sư. Và bây giờ thì anh Thư sẽ xin phép được quay trở lại với các khán giả để công bố đáp án câu hỏi tương tác số 2. Thưa quý vị, câu hỏi tương tác số 2 chúng tôi đã đưa ra đó chính là Men Vi Sinh Yun Pro có lợi thế vượt trội nào? Chúng ta có 4 đáp án như sau. A. Kết hợp của 6 chủng men vi sinh và kẽm trong thành phần. B. Là nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc, được FDA Hàn Quốc chứng nhận chất lượng. C. Là hỗ trợ điều trị tình trạng rối loạn tiêu hóa, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Và D là tất cả các phương án trên. Đáp án chính xác đó chính là phương án D. Và chúng tôi xin được chúc mừng vị khán giả ở địa chỉ Facebook là Linh Chi Nguyễn Cách có dấu ạ. Bạn đã là vị khán giả tiếp theo may mắn nhận được phần quà từ nhà tài trợ. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những câu hỏi của các vị khán giả đã gửi đến chương trình dành cho cả hai khách mời như sau. Chào bác sĩ, bé nhà em được 20 tháng, nặng 14kg và cao 93 phân. Gần đây bé có xét nghiệm máu, bác sĩ nói là tế bào máu của bé hơi nhỏ hơn bình thường. Đi phân xanh, nâu rất hôi, hơi thở của bé cũng hôi. Ba bé thì đang bị nhiễm HP. Vậy bác sĩ cho em hỏi là bé nhà em có cần đi xét nghiệm HP không? Hay là đi khám huyết học không ạ? Xin được dành câu hỏi cho Phó Giáo sư Nguyễn Thị Việt Hà. Với một bạn mà 20 tháng mà có một cái cân nặng và một cái chiều cao như vậy thì phải nói thật là rất là tốt, rất là lý tưởng rồi. Như vậy có thể nói là nhìn về mặt tổng quan thì em bé có vẻ có như một cái sức khỏe tốt. Thế còn lại một cái hơi thở của một em bé mà bị hôi thì có mấy thứ mà bao giờ các bác sĩ người ta cũng phải đánh giá. Cái thứ nhất là cái cách thức mà bà mẹ vệ sinh răng miệng cho em bé như nào. Bởi vì cái hơi thở hôi nếu mình cho bé ăn, bởi vì bé ở cái độ tuổi 20 tháng là bé đã ăn bổ sung rồi. Khi mà mình không có đánh răng, không có vệ sinh răng cho các em bé một cách hợp lý thì những cái thực phẩm mà không có được tiêu hóa hết đấy nó cũng có thể lên mùi và nó gây ra cái mùi hôi của các em bé. Vấn đề thứ hai nữa là khi mà trong gia đình có một người mà bị nhiễm cái con vi khuẩn Helicobacter pylori thì đây là một loài vi khuẩn mà gây viêm dạ dày, loét dạ dày và lây nhiễm ở trong gia đình. Thì cái nguy cơ mà các em bé bị nhiễm những cái con vi khuẩn đấy cũng rất nhiều. Và khi mà bị nhiễm Helicobacter pylori thì cũng có thể gây ra cái triệu chứng đó là hơi thở hôi. Thế thì nếu như mà em bé nhà mình mới có 20 tháng thôi, nó không có các cái biểu hiện gì nặng nề cả, nó cũng không cái thiếu máu, nó không có thiếu máu, cái thể tích hồng cầu nó hơi có nhỏ và nó không có cái triệu chứng gì của cái bệnh lý viêm loét dạ dày tá tràng do nhiễm Helicobacter pylori thì cái việc mình đi làm cái xét nghiệm ấy nó cũng không có cần thiết. Bởi vì mình làm xong rồi mình lo lắng, mình không điều trị mình cũng lo lắng, mà mình điều trị cái độ tuổi này mình không có điều trị được. Mà hơn nữa người ta chỉ điều trị cho những bạn có triệu chứng mà thôi. Còn những bạn không có triệu chứng thì không có ai điều trị cái nhóm này hết. Thế cho nên là cái việc mà mình đi làm xét nghiệm thì nó chỉ để mỗi trả lời được là con mình có nhiễm hay không nhiễm, sau đó thì không giải quyết vấn đề gì, thì theo tôi có lẽ nó cũng không cần thiết. Một cái vấn đề thứ ba nữa mà ở cái độ tuổi này cũng rất hay bị hôi miệng, đó là những cái viêm họng, viêm V
HPA mãn tính, những cái bị viêm mũi họng mãn tính này, những cái dịch nhầy mổ nó chảy xuống, nó cũng làm cho cái hơi thở của đứa bé nó hôi, thì có lẽ mình cũng phải có những cái khám, những cái kiểm tra của bác sĩ răng hàm mặt hoặc bác sĩ tai mũi họng để từ đó mình có được những cái biện pháp vệ sinh phù hợp cho em bé. Vâng. Thật ra thì các bậc cha mẹ nếu mà có một cái tâm lý chung là thấy con bị một cái này xong bắt đầu lo lắng là con sẽ bị một loạt những cái khác thì nó cũng là cái tâm lý khá là thường xuyên. Nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta cũng luôn luôn phải giữ được cái sự bình tĩnh để có thể theo dõi và điều trị đúng hướng. Xin được cảm ơn mẹ đã gửi câu hỏi đến. Và câu hỏi tiếp theo của chị Nguyễn Thị Khánh ở Hà Nội hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm như sau ạ. Con trai tôi được hơn 6 tháng tuổi, nặng 7,8 kg. Mỗi ngày cháu đi ngoài một lần, tuy nhiên phân của cháu hay có lợn cợn màu trắng vàng hoặc là xanh. Cháu bị từ khi bắt đầu ăn dặm, như vậy là có phải cháu bị rối loạn tiêu hóa không? Và làm sao để bé hết cái tình trạng này thưa bác sĩ? Ở đây thì tôi nghĩ rằng là bé có với cái tháng tuổi và cân nặng bé cũng là trung bình thì cũng không có suy dưỡng. Và ở đây phân một ngày đi ngoài mà một lần thì cũng không hẳn là rối loạn tiêu hóa. Và ở đây thì có thể do cái tính chất phân là chúng ta mới thay đổi ở cái lứa tuổi từ bú sữa mẹ hoặc ăn sữa công thức mà sang ăn bổ sung thì em bé cũng chưa thích nghi, và cái phân nó cũng không hẳn là rối loạn tiêu hóa thì tôi nghĩ rằng cũng chưa cần thiết. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn Phó Giáo sư. Câu hỏi tiếp theo rất là ngắn gọn. Nếu bạn ăn uống kém, men vi sinh có thể có lợi, nhưng nếu con tôi đang có chế độ ăn tốt, lên cân bình thường thì việc bổ sung có vấn đề gì không? Thưa Phó Giáo sư Nguyễn Thị Việt Hà. Thực ra nếu một bạn mà ăn uống một chế độ ăn, một khẩu phần ăn cân đối, dạ, rồi bé đảm bảo được cái chuyện tăng cân, tăng chiều cao của bé trong cái chuẩn của cái sự phát triển về cân nặng và chiều cao, và bé không có mắc bệnh gì, thì cái việc mà mình bổ sung thêm một cái thứ gì đó nó cũng không thực sự là cần thiết đối với các em bé. Bởi vì là mình bổ sung dư vào rồi mình cơ thể mình nó cũng không có hấp thu được, nó cũng không có thể giải quyết được, thì đôi lúc nó cũng lại đào thải ra bên ngoài thì nó cũng sẽ phí đi. Còn nếu trong trường hợp mà mình vẫn muốn là mình phải bổ sung để cho nó yên tâm hay để cho cái gì đó thì cũng vẫn có thể được, nhưng mà thật ra thì nó cũng không thực sự là cần thiết. Mà đôi lúc lỡ đâu mình lại mua được những cái sản phẩm mà nó lại không có được kiểm định một cách cẩn thận, mà mình lại mua được cái sản phẩm mà nó không tốt, thì nhiều khi mình lại bị nhiễm các cái vi khuẩn từ đấy ra, thì đôi lúc nó lại hại nhiều hơn là lợi. Nên quan điểm của tôi thì không nên bổ sung gì cả. Thực ra đã tốt hay tức là đã có phát triển tốt hay chưa thì chúng ta vẫn phải đến bác sĩ thăm khám đúng không chị? Chứ cũng không thể từ nhận định của bố mẹ thấy rằng là trẻ đủ cân thế là như thế là phát triển tốt. Thực ra thì các bố mẹ vẫn có thể theo dõi cho con. Dạ. Tại vì Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo về các cái đường cong tăng trưởng, về đường cong về cân nặng và đường cong về chiều cao. Các ông bố bà mẹ bây giờ người ta cũng có cái kiến thức rất là tốt. Người ta cũng có thể tự đi lên mạng, rồi người ta cũng có thể từ trong các cái cuốn sổ, tôi biết là Viện Nhi tôi hay là Viện Dinh dưỡng của chỗ cô Lâm này này, là có luôn cái đường biểu đồ tăng trưởng ở trong đó. Nếu như mà mình chấm cái cân nặng và cái chiều cao của con mình mà nó cứ đi lên, nó cứ nằm trong cái đường cong tăng trưởng ấy, là và con mình nó không có ốm đau gì, con mình nó vận động phát triển về mặt trí tuệ, về mặt tinh thần bình thường, thì mình cũng có thể bình thường, mình cũng không nhất thiết là mình phải đi tới bác sĩ cho nó vất vả ra. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn chị. Một khán giả giấu tên hỏi như thế này. Bé nhà tôi 4 tuổi thường viêm mũi họng và mỗi lần như điều trị viêm mũi họng lại bị rối loạn tiêu hóa. Mỗi năm thì nhiều lần như vậy, không biết sau này bé có chuyển thành viêm đại tràng mãn hay không ạ? Xin hỏi Phó Giáo sư Hà. Vâng. Tôi nghĩ đây là một bà mẹ mà cũng rất là lo xa. Thực ra như này ạ, cái quan điểm về cái viêm đại tràng của trẻ em và của người lớn nó cũng có những cái điểm nó cũng khác nhau. Ở trẻ nhỏ thì cái bệnh lý viêm đại tràng nó rất là ít, nó không giống như người lớn mình dùng từ viêm đại tràng nó chung chung thôi. Chứ các bác sĩ nội khoa có người thì người ta bảo bệnh nhân này bị viêm loét đại tràng, có bệnh nhân kia thì bệnh Crohn, và có bệnh nhân khác thì bị bệnh hội chứng ruột kích thích. Thế còn ở trẻ nhỏ ấy, thì với những cái bạn mà hay sử dụng kháng sinh thì có mấy cái vấn đề mà khoa học người ta cũng nhận thấy. Đó là cái thứ nhất ấy, là cái khi mà bạn ấy dùng kháng sinh nhiều thì nó ảnh hưởng đến hệ vi khuẩn trí đường ruột, nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự chuyển hóa. Cho nên sau này các bạn ấy dễ có nguy cơ mắc các bệnh lý nhiễm khuẩn, dễ có nguy cơ mắc các bệnh lý dị ứng, và đặc biệt cũng dễ có nguy cơ mắc các bệnh lý dinh dưỡng như ở chỗ của cô Lâm. Tức là những cái bạn mà rối loạn hệ vi khuẩn trí đường ruột thì dễ có nguy cơ mắc thừa cân béo phì về mặt sau này. Thế còn lại nếu như mà
cái bệnh viêm đại tràng ở trẻ em, ví dụ tại bệnh viện của tôi, chúng tôi cũng gặp những bệnh nhân mà Crohn, những bệnh nhân mà viêm loét đại tràng, đó là những cái viêm mà do tự cơ thể mình, nó không có chống chọi được với cơ thể mình mà nó gây ra các cái phản ứng viêm ấy. Thì một trong những yếu tố mà thúc đẩy cái viêm đấy cũng chính là cái sự loạn của cái hệ vi khuẩn trí đường ruột. Thế còn bây giờ chị này mà con chị không may mà bị viêm mũi họng hay phải sử dụng kháng sinh, thì quan trọng như lúc trước tôi, cô Lâm cũng có chia sẻ, tức là cái thứ nhất là mình phải đi khám để có được cái đơn dùng kháng sinh phù hợp. Cái thứ hai là mình phải vệ sinh mũi họng cho con cho nó tốt. Cái thứ ba là khi con mình uống kháng sinh mà bị tiêu chảy thì mình phải có những cái bổ sung các men vi sinh một cách phù hợp để nó cân bằng được cái hệ vi khuẩn trí trên cái đường ruột của em bé nhà mình. Còn cái sau này nó có thành viêm mạn tính hay không thì nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác nữa. Ví dụ gia đình chị có vấn đề về bệnh lý đại tràng không? Ví dụ như em bé của chị có nhiễm khuẩn đường ruột nhiều không? Rồi cái sức đề kháng của em bé như thế nào? Hoặc em bé có hay phải dùng các loại thuốc hay không? Rất rất nhiều các yếu tố nó quyết định cái chuyện đấy, chứ không phải có mỗi cái chuyện mà chị dùng kháng sinh lúc 4 tuổi nó sẽ quyết định cái việc mà con chị bị viêm đại tràng về mặt sau này ạ. Dạ đúng rồi ạ. Vâng, câu hỏi tiếp theo của chị Hồng Nhung ở Đồng Nai như thế này. Con em 7 tháng rưỡi mà mới có 6kg thôi, bé rất hay bị rối loạn tiêu hóa, chậm tăng cân. Bác sĩ có thể tư vấn cho em cách cải thiện tình trạng này được không? Bé chậm tăng cân thì nên dùng men vi sinh nào, liều lượng ra sao? Rất mong sớm nhận được lời giải đáp của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm ạ. Và câu hỏi khá là nhiều ý. Em bé mà 7 tháng rưỡi rồi cũng có cái cân nặng như vậy thì cũng là ít. Thì và lại hay rối loạn tiêu hóa thì hoàn toàn là mẹ. Ở đây thì tôi nghĩ là mẹ phải chú ý đến cái chế độ ăn cho em bé nữa. Giống như tôi nói, ví dụ em bé tuổi này là đang ăn bột đúng không ạ? Thì chúng ta thấy những cái bữa bổ sung bột mẹ hoàn toàn có thể cho thêm độ một cái thìa cà phê cà rốt ấy, chúng ta đã ninh nhừ nghiền nhỏ để quấy lẫn bột cho em bé thì nó cũng giảm cái tình trạng rối loạn tiêu hóa. Ở đây thì tôi nghĩ rằng mẹ cũng nên bổ sung men vi sinh là kèm theo kẽm, nó cũng giúp cho cái đường tiêu hóa của em bé tốt, bởi vì em bé lại hay bị rối loạn tiêu hóa thì chính không những men vi sinh nó giúp lập lại cái cân bằng vi khuẩn đường ruột và cái kẽm nó giúp cho cái niêm mạc ruột nó phát triển tốt hơn, liền các cái niêm mạc ruột được nhanh hơn, cũng giảm cái rối loạn tiêu hóa của em bé. Và ở tuổi này thì em bé cũng thường, chúng tôi thấy kinh nghiệm cũng rất là hay gặp các em bé bị thiếu vitamin D, bị còi xương. Nếu mà em bé nên đi khám dinh dưỡng hoặc là các bác sĩ nhi khoa mà xác định có các cái thiếu vi chất khác kèm theo thì để bổ sung thì mới có thể giúp cải thiện được cho em bé, gọi là đúng cách. Chứ còn nếu mỗi cái tiêu hóa không thì cũng có khi thiếu vitamin D mà mình không bổ sung thì em bé cũng vẫn hay ốm vặt, mà ốm vặt lại dùng kháng sinh lại bị rối loạn tiêu hóa. Thì đấy nó gọi là vòng bệnh lý luẩn quẩn nó như vậy. Vâng, xin được cảm ơn cả hai khách mời và những lời phân tích, lời khuyên của các chị dành cho các khán giả đã gửi câu hỏi đến chương trình ngày hôm nay. Và cho đến lúc này thì mặc dù là vẫn còn rất nhiều những câu hỏi nữa, nhưng thời gian thì đã khép lại. Xin được cảm ơn hai khách mời một lần nữa. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau trải qua thời gian của chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến trên báo điện tử sức khỏe đời sống.vn, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, với chủ đề tăng cường miễn dịch tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Và chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những câu hỏi tương tự nhau, và từ đó thì chúng tôi cũng đã tổng hợp gửi đến những câu hỏi có nhiều những cái ý giống với số đông nhất. Chương trình của chúng tôi được thực hiện cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Unpro, men vi sinh nhập khẩu từ Hàn Quốc với 6 chủng men vi sinh và kẽm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn đồng hành cùng với các chương trình tư vấn trên báo điện tử sức khỏe đời sống.vn. Đến đây, thời lượng chương trình xin phép được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.